Xin chào mọi người. Xin chào bác sĩ. Mọi người. Xin chào. Đúng mọi rồi. Người khỏe không? Mọi người khỏe không nhá mọi người. Này. My side okay but not like that. Massage machine. I gotta keep. Yeah. Xin chào mọi người. Mình vừa đi học thực hành lái xe xong. Cô giáo hôm nay là ngày cuối cùng. Thì đáng lẽ là thứ hai tới mình sẽ thi. Nhưng mà hôm qua cô kêu là trình độ của bạn không đủ để thi bằng lái. Mọi người biết sao không? Là tổng thời gian mình được lái trên xe thật, thực hành trên xe thật chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Và sau 2 tiếng đồng hồ đó cô kêu là mình trình độ của mình không có đủ, chưa có thể đủ để thi bằng lái. Cho nên mình phải hoãn lại. Thì hôm nay bọn mình cũng đi tập tiếp. Tại vì hôm nay là đáng lẽ hôm nay là buổi cuối cùng mà mình sẽ tập lái xe trên cao tốc. Nhưng mà cô cũng kêu là hoãn lại rồi đó. Là hoãn lại nửa tháng và sẽ thêm 3 buổi thực hành nữa cho mình. 3 buổi thực hành nữa là tầm tổng cộng 4 tiếng rưỡi lái xe nữa. Tập lái xe nữa cho mình thì lúc đó mình mới có thể thi được. Thì mình thêm buổi thực hành thì mình sẽ phải trả thêm tiền cho cô. Mặc dù nhà có xe nhưng mà không thể lái được. Học lái xe ở bên này như thế này, mình phải đậu lý thuyết xong rồi mình mới được học thực hành. Như ở Việt Nam mình là học lý thuyết và thực hành cùng một lúc, nhưng mà bên này thì mình phải đậu lý thuyết xong rồi mình mới được phép học thực hành. Nếu mà mình rớt lý thuyết thì mình vẫn chưa được học thực hành lái xe. Thì ở bên này cái lúc mà mình đăng ký học lái xe thì tầm chắc là gần nửa năm rồi. Chắc là gần nửa năm rồi. Nhưng mà bên này mình không có đến lớp học, mình phải tự học ở nhà. À, có một cái này á, cà rốt hả? Em xong chưa? Cắn miếng nhỏ thôi nhá, này, cà rốt của con này. Cắn miếng bự quá, không có nuốt được. Với 7 cái răng. Chương lắm á, chương em lắm á. Thì mình đã học lái xe được 4 tháng, nghĩa là học lý thuyết đó mọi người. Thì mình không có lên lớp học, mình chỉ đăng ký khóa học đó, là tính ra tiền Việt thì tầm 28 triệu, tầm 27 28 triệu gì đó. 27 triệu tầm đó. Thì mình phải học ở nhà, mình học tự học online ở nhà, không có học trên lớp mà mình học bằng khóa bằng tiếng Anh. Mình sẽ học trên máy tính như thế này. Thì ở trên này thì họ sẽ cho mình một cái tài khoản. Thì mình sẽ đăng ký cái tài khoản, đăng nhập cái tài khoản đó xong rồi lên học. Thì ở trên đó thì chủ yếu họ chỉ có tổng cộng là 4 video. Thì trong đó 2 video đầu tiên là về lý thuyết lái xe nhưng mà rất là nhanh luôn. Ngon cá hả? Ngon cá hả con? Ngon quá ta. Cái tài khoản mà họ cho mình đó thì có một mục, có rất là nhiều mục. Về cái vấn đề học lý thuyết của mình thì trong đó có một về biển báo giao thông này. Cái gì á con? Trong đó có một về biển báo giao thông này, một mục về gì đó, lý thuyết kiểu giống như là nếu mà đi trong điều kiện sương mù như thế này kia, hoặc là bánh xe mùa hè, bánh xe mùa đông, tại bên này mùa đông trơn trượt và tuyết rơi á mọi người. Và học lý thuyết có một cái nữa, có một phần nữa là phần thi lý thuyết đó, thi thử cho mình á. Thì có 70 câu lý thuyết, thì trên có 70 câu lý thuyết. Là mẹ phân tâm cơ. Em là mẹ phân tâm cơ. Thì trên đó có 70 câu lý thuyết thì mình thi, mình cứ cố gắng khi nào mà nếu mà mình chào mẹ không ăn đâu. Khi nào mà mình đậu hết những cái câu đó là được. Thì mình cứ làm đi làm lại, khi nào mình có thời gian thì mình làm. Thì nhưng mà cái này mình được học đến khi nào mình cảm thấy mình thi được thì mình sẽ đăng ký thi. Còn học thực hành, học thực hành thì như mình nói mọi người đó, tổng cộng cái thời gian mình lái trên xe thật tính đến bây giờ là ba tiếng rưỡi, tính đến bây giờ là 3 tiếng rưỡi. Nhưng mà sau khi hai tiếng rưỡi đầu tiên thì cô giáo sẽ quyết định là mình có được thi vào đợt tới không, hay là mình phải
phải phải lùi lại cái ngày thi đó. Thì mình là bị lùi lại. Tại mình rất là căng thẳng khi mà lái xe, rất là căng thẳng luôn. Học thực hành thì mình được học trên máy tính nữa. Tại vì mình đăng ký học trên máy tính 2 buổi. Thì cái máy tính, học trên máy tính như thế này mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình không? Đây là mình học máy tính như thế. Thì như mọi người thấy đấy, thì cái này thì tại mình lái xe tự động, mình không đăng ký lái xe số sàn, mình lái xe số tự động. Ôi chào con. Mình lái xe số tự động cho nên là nó vẫn dễ hơn, nhưng mà mình vẫn bị rất là run. Giờ mẹ ơi. Rất là sợ. Ngày đầu tiên học lái xe mà cô đã cho ra đường lớn chạy như thế luôn rồi, trời, chạy cả vòng xuyến, chạy đi chạy lại vòng xuyến. Và ngày đầu tiên là cô cho tìm hiểu về xe, học lái xe, thực hành lái xe 30 phút. Rồi ngày thứ 2 1 tiếng rưỡi, ngày thứ 3 1 tiếng rưỡi. Vậy là mình xong 3 ngày rồi. Là đó, chỉ như thế. Nhưng mà mình bị lùi lịch thi. Tại vì mình trình độ mình chưa đủ đảm bảo để thi. Mà ở đây thì không thể bảo chồng dạy cho mình được. Tại vì ông không có bằng để dạy cho mình. Ông có bằng lái xe nhưng mà không có bằng giống kiểu bằng giáo viên á. Cái bằng mà được phép để dạy người khác lái xe mà. Nếu mà ở nông thôn thì chắc là được. Nhưng mà ở thành phố thì bọn mình không có chỗ tập luôn. À, không có chỗ. Nóng quá hả con? À không có chỗ, đúng rồi, mẹ không có chỗ đậu xe đó. Vậy là quá trình mình học xe chỉ có như thế thôi. À, có khác ở Việt Nam nhỉ? Việt Nam thì có khác là ngày xưa là thực hành được học cùng một thời gian, nhưng mà bên này ơi. Nhưng mà bên này phải đậu lý thuyết rồi mới được học thực hành. Nếu mà chưa đậu lý thuyết thì khi nào đậu được mà không thực hành. Vậy đó mọi người, rất là gian nan. Hy vọng mình sẽ giãn tay hơn và không có bị sợ như thế. Tại vì ăn rồi cái lái chạch phần đường. Rồi tại vì mình chưa quen vị trí ngồi xe, không có thể căn bên này căn kia được, với cả bị tâm lý. Cho nên là rất là căng thẳng. Sao? Em muốn nói chuyện hả? Cô chú cho con nói chuyện một chút nè chứ. Chứ chuyện mẹ học lái xe chỉ có thế thôi đó cô chú ơi. Dạ. Cô chú cho Bon nói chuyện với nè. Em Bon hơn 1 tuổi rồi cô chú ạ. À. Mới nói vài từ thôi, em Bon chỉ nói được mẹ bằng tiếng Phần Lan. Trong khi ở nhà mẹ toàn nói chuyện với Bon bằng tiếng Việt, mà Bon toàn gọi mẹ bằng tiếng Phần Lan. Nhiều khi Bon đòi bố bầu nhưng mà cũng gọi mẹ. Ơi, sao con? Mệt hả? Ăn nữa hả? Trời ơi, muốn ăn nữa mà mẹ không biết. À, vậy là mình nhầm. Ở clip này chỉ mình muốn giải bày về cái việc mình học bằng lái xe rất là dở tệ như thế. Đúng rồi. Hy vọng là mình còn 3 lần thực hành nữa, tại vì thêm vòng mình phải trả thêm tiền cho 3 buổi thực hành đó. Em muốn nói gì á? Camera hả? Muốn nói chuyện với cô chú hả? Chị mấy con chú à? Em ăn cho được không? Không ăn hả? À? Không ăn mẹ cất nhá. Ừ, không ăn thôi nhá. Thì em ăn snack nhá. À, ăn snack chứ không ăn cho được hả? Trời ơi, ngon cách. Mẹ cảm ơn em. Mẹ cảm ơn em. Cái này làm snack nhưng mà làm bằng cà rốt đó mọi người, không có gia vị, không có muối, muối rất là thấp, cực kỳ thấp. Thôi tạm biệt cô chú đi. Video lần này mình chỉ giải bày tâm sự cho đỡ buồn như thế thôi. Hân hôn mẹ đi. Bye bye cả nhà nha, hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo. Hy vọng mọi người bye bye. Mọi người ủng hộ cho gia đình mình để xem nhiều video tiếp theo nữa. Bây giờ mùa xuân ở đây rất là nhiều rau rừng rồi. Thì video tiếp theo mình sẽ gắng làm về đi hái rau rừng về làm đồ ăn. Bye bye cả nhà.